Gia đình bà Trần Thị Mai ở xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, năm nay sản xuất 2 mẫu lúa. Trước đây để thu gom hết số rơm rạ đó, gia đình bà phải huy động từ 3 đến 4 người làm và phải mất nhiều ngày mới xong. Tuy nhiên năm nay, bà đã chọn phương án thuê máy cuộn rơm với giá 10.000 đồng một cuộn. Chỉ làm trong một tiếng đồng hồ là có thể thu gom gọn gàng tất cả số rơm rạ. Có máy cuộn thì thân khỏe hơn, mà thân nhanh hơn. Đỡ phải vất vả mà mưa việc chứ hắn sắp việc cái tiền hơn hắn gòn gàng hơn. Trước thì lấy cũng phải đốt. Đốt thì lấy dư lấy hắn có cái máy này tiền khỏe chứ đốt thì hắn khỏi úm ấy, khỏi ô nhiễm cả dân làng. Hiện nay hầu hết ở các cánh đồng trên địa bàn tỉnh, người dân chọn phương pháp sử dụng máy cuộn rơm này để tiết kiệm thời gian và công sức lao động. Ưu điểm của máy cuốn rơm là rơm được cuốn lại thành từng cuộn tròn nên vận chuyển, bảo quản dễ dàng. Việc sử dụng máy cuộn rơm không chỉ giúp giải phóng đồng ruộng nhanh chóng để sản xuất vụ mới, mà còn góp phần hạn chế tình trạng đốt rơm, làm chai đất ruộng, ô nhiễm môi trường và tránh lãng phí nguồn nguyên liệu để tái sản xuất nông nghiệp. Hai vợ chồng trước đấy mà thu gom rơm là một buổi là được một sao, vất vả đấy. Nhưng dư là có máy cuộn rồi là chỉ có 70.000 một sao, 15 phút là xong. Nhưng họ chỉ khỏe. Trước đấy là dẫn họ đi cao, đi kéo là rất chí là lâu. Nhưng mà giờ tôi sắm cái máy này là dẫn là tôi làm một buổi rồi là có thể là được khoảng 20-30 mẫu. Cho nên là dẫn thu hoạch rất chí là nhanh, rất chí là họ phấn khởi. Là một cuộn là từ 9.000 đến 10.000 là một cuộn, cho nên là một sao như vậy là khoảng 7 đến 8 cuộn, cho nên là cũng dẫn ông thuận lợi. Thực hiện chủ trương ứng dụng cơ giới hóa vào các khâu sản xuất, nhiều người dân đã mạnh dạn đầu tư các máy cuộn rơm. Trung bình mỗi ngày các chủ máy có thể cuộn 1.000 đến 1.500 cuộn rơm, trừ chi phí cho thu nhập hàng triệu đồng. Từ phụ phẩm của cây lúa, giờ đây rơm đã trở thành hàng hóa có thể bán cho các trang trại, hợp tác xã, người dân, doanh nghiệp làm nấm rơm, thức ăn cho vật nuôi, phân bón sinh học, nâng cao thu nhập cho người dân.